Hello, xin chào cả nhà nha. Hôm nay thì nhân lại làm một video mới nữa để chia sẻ cho cả nhà mình về dự án Palm Vista. Thì hiện tại là những khách hàng, những cô chú anh chị đã mua ở dưới dự án Palm Vista là cũng đã một thời gian rất là lo lắng về dự án. Tại vì cái sổ hồng thì nó ra chậm hơn trong cái thời gian mà trong cái hợp đồng mua bán là đã hứa hẹn. Một phần là bây giờ, hiện tại bây giờ là nó có rất là nhiều những cái dự án ma, những cái dự án lừa đảo. Cho nên là cái phần đó thì chắc chắn là mình phải sợ thôi. Cái điều đó là đương nhiên. Nhưng mà để cho cả nhà mình yên tâm hơn, nhất là những anh chị cô chú đã mua ở dưới dự án rồi đó, thì hôm trước là Nhân có làm một cái video về dự án. Thì có một chị khách hàng vào bình luận ở dưới cái video của Nhân là pháp lý đã rõ ràng hết rồi, và trong năm sau thì bên phía công ty Trần Anh sẽ ra sổ hồng cho cả nhà mình luôn. Cái phần đó thì ví dụ như trong năm sau thì theo thông báo bên phía công ty là rơi vào tầm khoảng quý 1, tức là tầm khoảng tháng 3 năm sau là sẽ có sổ hồng từng lô cho cả nhà mình luôn. Và để chắc chắn hơn thì Nhân cũng đã có được cái bản quy hoạch, cái bản sơ đồ sử dụng đất của tỉnh Long An và của huyện Đức Hòa. Thì khi mà Nhân lên Nhân tra trên đó thì Nhân đã thấy được là cái phần đất của cái dự án Palm Vista của mình hiện tại bây giờ đã được lên đất thổ cư trong cái bản quy hoạch đó, thì để là đất ONT. ONT tức là đất ở nông thôn đó. Cho nên là bây giờ là Nhân làm cái video này để thông tin và chia sẻ cho tất cả những cô chú anh chị đã mua đất ở dưới dự án Palm Vista rồi sẽ an tâm hơn được một phần nào. Và thứ nhất, thứ hai là cho tất cả những cô chú anh chị nào mà chuẩn bị mua nhưng mà về một cái lý do là chưa có sổ đó, mua trên hợp đồng mình cũng rất là sợ đó. Thì bây giờ khi mình xem được cái video này của Nhân rồi thì cũng an tâm hơn khi mà giao dịch mua bán ở dưới dự án Palm Vista. Bây giờ thì Nhân xin mời cả nhà mình đi vào cái phần chi tiết sơ đồ quy hoạch của nhà nước nha cả nhà. Trước mắt cả nhà mình là bản đồ điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Thì đây là cái quy hoạch tổng thể của huyện Đức Hòa. Và trong cái sơ đồ quy hoạch này nó sẽ có tất cả chi tiết của những cái loại đất, chẳng hạn như là đất ở nông thôn, đất ở đô thị, đất trồng cây lâu năm, đất khu công nghiệp và đất bệnh viện, trường học, thì nó sẽ có đầy đủ hết. Cho nên là nó rất là to. Thì bây giờ Nhân chỉ phóng to lên cái phần mà cái dự án Palm Vista để cho cả nhà mình được xem thôi. Vậy rồi, trước mắt cả nhà mình làm giống như là mình để ý chỗ cái công ty Hồng Phát nè. Thì ở đây nó cũng là một cái khu dân cư và chủ đầu tư đã chuyển lên đất ở 100% rồi. Cho nên là nó chỉ ghi là đất ONT thôi nha cả nhà. Còn cái ký hiệu là màu vàng vàng đó, CLN, tức là đất trồng cây lâu năm. Thì như lúc nãy Nhân nói ở đầu video á, là mình vừa qua cầu Thầy Cai thì nó có một cái dự án ở bên tay phải của mình, đó là dự án Đức Hòa 3 Dadaco. Thì bên dự án này bây giờ nó đổi tên khác rồi, tại vì có những nhà đầu tư họ vào họ thu gom lại và họ đổi tên để họ bán lại tiếp tục. Thì như cái nhà mình thấy là nó rất chi tiết, là từng lóc hết đó, bởi vì nó có sổ rồi nha cái nhà, cho nên là nó được phân ra từng lóc. Còn cái phần mà dự án Palm Vista của mình á, thì nó đang còn nằm ở chung một phần. Rồi như cái nhà mình thấy cái chữ kênh Thầy Cai, cái màu xanh xanh là cái kênh Thầy Cai đó. Và để ý thêm là nó có chữ là khu dân cư Hồng Đạt. Thì cái tên mà khu dân cư Hồng Đạt là cái tên của lúc trước mà chủ đầu tư công ty xin dự án, xin quy hoạch 1/500 của nhà nước, thì nhà nước phê duyệt cho mình cái tên là khu dân cư Hồng Đạt. Còn cái tên Palm Vista hiện tại bây giờ là cái tên thương mại để mà mình dùng mua bán và mình dùng để mình ký hợp đồng.
Thêm một phần nữa là cả nhà mình thấy nó có cái chữ ký hiệu là SKK trên ONT. SKK tức là đất của khu công nghiệp, còn ONT là đất ở nông thôn. Thì chỉ cần như vậy thôi là mình biết được là cái dự án này lúc trước là mua đất là đất của khu công nghiệp, thì bây giờ đang trên quá trình là chuyển lên thổ cư. Và nếu mà chuyển sang thổ cư xong thì lúc đó mới làm thêm một bước nữa, tức là tách sổ nhỏ ra từng lô để giao cho cả nhà mình, đó tức là sổ hồng đó. Thì trên cái phần chi tiết mà nếu như cả nhà mình có cái sơ đồ từ đợt 1 cho tới đợt 4 luôn thì mình nhìn nó sẽ giống y chang vậy đó. Nó giống y chang như cái phần mà nó thể hiện trên cái sơ đồ của nhà nước này. Và nhân nói thêm nữa là cái sơ đồ quy hoạch này là của huyện Đức Hòa, là của nhà nước, chứ không có bất cứ một ai có thể mà vẽ được cái phần này nha cả nhà. Cho nên là nó đã hiển thị và đã cập nhật ở trên cái sơ đồ này đó, cho nên là cả nhà mình yên tâm khi mà nó đã được cập nhật lên cái sơ đồ của hệ thống nhà nước rồi. Và cái sơ đồ này thì Nhân vô tình Nhân xin được của một cái anh cũng làm nghề chung với Nhân để Nhân làm cái video này và thông báo cho tất cả những cô chú anh chị đã mua trong dự án rồi, thì mình sẽ an tâm hơn rất là nhiều. Chứ còn lúc trước giờ là mình cứ lo lắng mình phập phồng không à. Còn mình nói về những cái dự án ma đó thì thường là họ cũng sẽ mua những cái phần đất chẳng hạn như là đất nông nghiệp hoặc là đất trồng cây lâu năm. Nhưng mà khi mà họ mua cái phần đất đó xong đó, thì họ vẽ lên dự án để mà họ bán luôn, chứ họ không có chuyển đổi mục đích, tức là chuyển đổi từ cái đất đó để mà lên đất thổ cư. Nó cho nên mình gọi đó là dự án ma. Rồi thì nãy giờ là Nhân cũng đã chia sẻ cho cả nhà mình để mình biết rõ được cái pháp lý của dự án 35 hecta bây giờ đã hoàn thiện và đang trên quá trình tách sổ hồng ra từng lô cho tất cả quý khách hàng đã mua ở dưới dự án 35 hecta. Thì nếu như anh chị cô chú nào á, một phần là như thế này nè, tại vì có một phần đó là những cô chú anh chị đã đợi quá lâu rồi, quá mong mỏi rồi mà nó chưa có sổ hồng, thì có thể là mình bán đi những cái lô đất mà mình đang sở hữu ở dưới dự án 35 hecta. Thì nếu như mà cả nhà mình ai có nhu cầu mình muốn bán thì cứ gọi cho Nhân hoặc là các bạn Zalo trên màn hình để gửi cho Nhân cái thông tin về cái lô đất và cái giá bán là bao nhiêu. Thì nếu như Nhân nói thật sự, nếu như mà anh chị cô chú nào, thứ nhất là mình không muốn chờ đợi nữa, và thứ hai là mình đang cần tiền, đang kẹt tiền, mình muốn bán, thì cứ ký gửi cho Nhân để mà mình bán được. Còn nếu như bình thường là mình không có kẹt tiền, không có cần vốn, hoặc là mình vẫn có thể chờ đợi được nữa, thì mình cứ để đó. Bởi vì nếu như mà sang năm, theo mà dự đoán của tất cả những anh em mà đã làm ở khu vực Đức Hòa, những cái dự án mà thuộc huyện Đức Hòa của tỉnh Long An đó, thì dự án 35 hecta là một trong những cái dự án có cái mức giá mà rẻ nhất hiện tại bây giờ, không có dự án nào mà rẻ hơn nữa. Cái đó là một điều mà Nhân đảm bảo và Nhân khẳng định với tất cả mọi người luôn. Bởi vì bây giờ ở ngoài đất dân đó, thì nó rơi vào cũng khoảng tầm 7-10 triệu một mét rồi, nhưng mà nó không có hạ tầng, không có được xài nước máy, không có, nói chung là mình không có đường gì hết, chỉ là một cái đường lệ, đường làng, đường đá xanh ở trước đất thôi, chứ ngoài ra không có gì. Còn trong khi dự án 35 hecta bây giờ là hạ tầng đã hoàn thiện 100% cho cái nhà mình rồi, và dân cũng đã về ở rất đông, thì cái nhận định nếu như qua sang năm mà chỉ cần có sổ thôi thì cái dự án 35 hecta cái giá nó trung bình không dưới 10 triệu một mét vuông. Cái điều đó là điều Nhân đảm bảo với cả nhà mình luôn. Tại vì mình cứ lấy một cái mức giá so sánh là khi mình vừa qua cầu Thầy Cai. Cầu Thầy Cai là cái giáp ranh giữa thành phố Hồ Chí Minh và Long An. Thì vừa qua cầu Thầy Cai bên tay trái mình cũng có một cái dự án, bên đó thì hạ tầng cũng xong rồi, nhưng mà cái giá bán bên đó bây giờ nó rơi vào tầm khoảng 12 cho tới 16 triệu một mét vuông đó. Nhưng mà dân ở thì lại chưa có dân ở. Còn riêng cái dự án 35 hecta, thứ nhất là mình nằm gần khu công nghiệp thì cái người dân xung quanh đó ở rất là đông, và thứ hai là cái người dân đã ở hiện hữu ở trong dự án rất là nhiều rồi. Rồi thì nếu như mà thứ nhất
cô chú anh chị nào muốn bán thì cứ gửi cho Nhân, còn nếu như anh chị cô chú nào muốn mua thì cũng cứ liên hệ với Nhân hoặc là kết bạn Zalo với Nhân để Nhân sẽ chỉ cho tất cả cô chú anh chị mình những cái lô đất mà Nhân đang biết chủ và đang kêu bán với cái giá nó rất là tốt so với thị trường và so với những nhân phẩm ở giới khác. Rồi, cuối video thì Nhân xin cảm ơn cả nhà mình đã dành một chút thời gian theo dõi video của Nhân, và cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh để có thể là xem được video sau nữa, biết đâu là có một căn nhà, một lô đất hoặc là một dự án nào đó mà cả nhà mình yêu thích về cái vị trí và quan trọng nhất là phù hợp với cái tài chính của mình, thì lúc đó cứ gọi cho Nhân sẽ tư vấn hết mình những cái nhà mình luôn. Rồi bây giờ Nhân xin chào và hẹn gặp lại cả nhà mình ở video sau.